Theo truyền thống Indonesia, trưởng đoàn bóng đá xứ quần đảo Aziz Erawan và huấn luyện viên Sintezan tỏ ra rất tức giận khi đội tuyển U19 nước này bị loại sau trận hòa 1-1 giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Ông Aziz Erawan muốn AFF loại Việt Nam và Thái Lan khỏi U19 Đông Nam Á nếu có dấu hiệu tiêu cực ở trận đấu tối ngày 10 tháng 7. Ông nói rằng bản thân không xem trực tiếp trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan diễn ra cùng giờ, nhưng nghe tin hai đội này đều không muốn tấn công. Nếu chơi play, họ phải tấn công và ghi thêm bàn thắng khi tỷ số 1-1, ông nói. Tôi hy vọng IFF sẽ điều tra trận đấu đó. Nếu IFF thấy hành động của hai đội kia là công bằng, hãy cứ tiếp tục. Còn nếu thấy là bất công, hãy xem xét loại Việt Nam và Thái Lan khỏi giải. Tôi tin rằng Indonesia mạnh nhất giải và xứng đáng đứng đầu bảng A. Arawan nói thêm chỉ vì điều lợi mà chúng tôi bị lội. Trong khi đó, huấn luyện viên Sintajan nói rằng ông bị xúc phạm khi thấy Việt Nam và Thái Lan chơi thiếu fair play để loại Indonesia ở vòng bảng U19 Đông Nam Á. Viên người Hàn Quốc cho rằng chiến thắng 5-1 của Indonesia trước Myanmar vô nghĩa khi ở trận cùng giờ Việt Nam hòa Thái Lan 1-1 tối ngày 10 tháng 7. Việt Nam và Thái Lan đáng lẽ phải chơi favorite hơn, nhưng thực tế không như vậy. Ông nói trong họp báo sau trận, tôi không vui và cảm thấy bị xúc phạm với kết quả đó. Indonesia bất bại ở bảng A với 3 chiến thắng và 2 hòa. Họ ghi 17 bàn và chỉ thủng lưới 2 bàn. Hiệu suất bàn thắng bại của Indonesia là dương 15 bằng Việt Nam dương 9 và Thái Lan dương 6 gộp lại ba đội cùng bằng điểm nhưng Việt Nam và Thái Lan đứng trên Indonesia do khi được bàn khi đối đầu với nhau. Trong khi đó Indonesia chỉ họp Việt Nam và Thái Lan không không ở các lượt trận trước đó. Hiệu số bàn thắng bại chỉ được xác định khi các đội có kết quả qua số bàn đối đầu ngang nhau. Việt Nam đứng đầu bảng cũng vì có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Thái Lan sau khi thành tích đối đầu chỉ hai đội ngang nhau. Ở bán kết Việt Nam sẽ gặp Lào hoặc Malaysia tại BKC vào ngày 13 tháng 7.